kêu tao hỏi sai cái khỏi gây sao mà không cho tao đi, tao có đi ăn cơm cướp người ta không? Cái gì? Mày sao? Mà cô nói gì có sai không? Có được pháp không? Tôi nó có nói là gia chạm gì được pháp không? Biết dân mà tôi chừng nào tôi bệnh á, lại pháp tôi nhốt, cách ly. Sao lại mà lại đi chùa tôi dân chết hết từ năm 2022? Cái gì? Có ông bà già chủ quan tha tôi đi không? Nếu mà có nó tới mà quýt nó hôm qua 2022, chúng kiếm tôi gì tôi luôn tôi suốt cuộc đời không? Tôi biết trước được chuyện luôn. Biết trước rồi. Biết không? Biết trời đó không? Biết không? Biết thúi quá mà tại sao mà chú để cho mà nghiêm ngặt. Mình làm cái gì? Tôi ở đâu? Bắt quá xanh nè. Bây giờ đi... Cái gì? Hả? Cái gì chuyển gì? Tôi không có chồng. Giá về hả? Tôi không có con. Em ở năm thứ 1. Tôi cảm ơn anh. Nói được. Ủa? Để tôi nói cho chú nghe nha. Trước khi chú có chồng, chồng nào cũng không ra tòa lý dị là tôi còn chồng. Ra tòa lý dị trước khi cũng không có chồng. Phải không? Rồi ghi sổ, ngồi ghế đi em trai. Tôi nói có đầu có đuôi đàng hoàng. Nè. Thằng nào á, nó phạm pháp, nó vô tù một. Tôi không có phạm pháp, tôi ở ngoài. Thấy không? Bây giờ em nói chị nghe nè. Đây em là một cái bộ tình của tôi, nhà nước lo cho em. Nghe cho rõ nghe. Mình cái gì đó thì hết. Tôi có bệnh không? Tôi nghe. Tôi có bệnh không mà cấm tôi, không cho tôi đi. Hai chị hầu cấm tôi đi á. Chú nói là không cho tôi đi. Tôi không đi. Đi nấu nào. Đi nấu sao? Cái việc chú đi về đặt khám bệnh. Mà tôi không có bệnh, không cho tôi đi giờ. 08180. Sao chú không sao chú nói là chú nghe cái này. Đã đi mấy ngày rồi, sáng còn ra sớm mà. Ôi, ra coi giấy test cho người ta đi. Tôi chết ở đây nè, tin không? Từ đâu vậy? Tôi chết ở đây nè, cho bây giờ mà tin không bác sĩ tin không? Tôi chết ở đây nè, bác sĩ tin không? Từ thì chán cứ ngọt đi. Cái con cha lên đi về. Mấy đứa này nó không biết rồi chứ tôi biết. Chú ở dưới quyện mà không biết mặt không sao được. Ngàn ngàn tôi ở dưới mà. Phải không? Chú xài nè. Gọi nè. Không lên sơn nè. Đang ngộ nè. Đang nào không biết. Nãy giờ thì chị thấy đây có ai không chụp nha. Không có ai chơi ông chụp mà chỉ tức quá. Cái chuyện anh là anh nghe địa chỉ này đúng không? Bây giờ chú á, không cho tôi đi. Cái về nào chú không cho về. Chú anh nghe đâu? Chừng nào tôi bệnh, chú bắt tôi nhốt. Địa chỉ này đúng không? Cách ly, làm sao cũng được. Tôi nói tôi không bệnh. Có bắt ở kia, có bắt rồi đó. Cái thằng kia á, cái thằng kia nó giết người cướp của chú ơi. Còn tôi đâu có giết người cướp của. Trời ơi trời. Phải không? Em thì nó không có biết đâu, chứ tôi biết trơn nè. Biết làm sao? Chú biết tôi làm sao? Lý do sao mà xảy ra chuyện nó như thế? Lý do hả? Chị là người tu hành, chị thấy... Tôi tu hành, tôi nói chuyện đàng hoàng. Ừ, đàng hoàng nói gì sao? Ừ. Đàng hoàng hồi nãy để chù cho dân chết hết. Tôi không có chù nghe chú. Bây giờ ở nước ngoài đó có chù không? Hai con chù nó chết ở chân nổi nó không nước. Bị xuất xe. Đúng thì đúng, đất quỷ thì chừ. Bây giờ anh em nó đang lo cho chị nè. Tôi lo, tôi không sợ, tôi chết được thì tôi tốt. Cái này là mình đi cái gì? Nếu mà anh biết gì, tôi chết trước. Là gì? Mang cái đại lên đi. Một chín tôi nói chú bây giờ tôi đi về nhà. Bây giờ tôi đi đâu? Nói đi. Để cho mày quay cái chị mang khẩu trang lại lên đây. Giờ nè, mày chị ở đây chốt lại để nhắc nhở chị đeo lên khẩu trang lần thứ nhất, lần thứ hai nếu mà không ấy là báo chị dưới là lập biên bản đưa chị vô cách ly đó. Cách ly làm gì? Làm gì tôi bị cách ly? Hả? Tôi bị khẩu trang đàng hoàng. Nhưng mà tôi thở không nổi. Trong tỉnh hay ngoài tỉnh nha? Trong tỉnh. Bây giờ em nói cho chị nghe nè. Tôi bệnh sao tôi thở không nổi? Tôi là người chịu nhiệm vụ ở đây. Ừ. Nhà nước đang yêu cầu mỗi người dân phải mang khẩu trang để phòng dịch bệnh. Nha. Ừ. Nhưng mà chị... Tôi bệnh khẩu trang là đàn hạ. Chị phải mang khẩu trang lên. Tôi thở không nổi. Phải mang khẩu trang lên. Tôi thở không nổi. Tôi thở không nổi, chú nghe không? Nè. Nói chết rồi đó. Máu tôi ra hết rồi. Quy định của cái khẩu trang này ai mang cũng thở được hết. Chú thấy không? Thấy cái giọt tôi không? Nè, nói cho chị biết nghe. Còn nếu chị nghe thì anh em dạ, nói dạ, nghe. Không, tôi nói là chị không có nói nữa. Sợ chăng? Mình là người nghĩ đàn bà. Cái gì? Chân nào tôi đi, ở cái chỗ này hả? Cậu nói nghe. Ở
trời cầu cô đậu chết tư trong lề. Tôi điện thay là con đi á, cậu làm gì tôi? Tôi điện cho ta nè, tôi có người ta hay tôi đi không được nè. Tôi đi không được nè. Cô là dắt xe vô lề. À, tôi đi không được, tôi chốt này nó chẳng không qua cho tôi qua rồi cậu cũng thông cảm đi. Rồi tu hành những kiểu này. Tu thì tu mới gặp quỷ trời nghe. Mày đừng có đụng đụng với tao không mày. Mày nhớ kỹ nghe cái mặt ra mà dòm đi. Cô mà đậu nữa đường nó chết cho tao. Tao đậu đâu tao đậu được hết trơn á. Đường ngộ xe làm của nhà nước chứ không phải của mày. Cô mày muốn gì? Mày muốn gì? Mày kêu thằng Út Nhì lên đây nè, mày muốn gì? Mày kêu nó lên đây nè. Kêu lên gì? Kêu là tao đi từ thiện. Tao có đi làm gì hết. Nói sao? Nói sao? Tao nói sao? Tao đi từ thiện, tao nói đi từ thiện, tao nói sao? Đúng, cô đậu xe gì cô nhìn thấy đúng không? Cô ấy đi đi vô xe mới thấy. Đúng không? Xe nào chừng nào đậu đi không được, mày hay nói. Thầy cô. Alo. Đậu gì cô đúng thì cô nói. Alo. Dạ mất công chuyện, mất đi công chuyện không có ghé được. Quay hả? Máy đâu ra quay đi, các con mà quay đi. Quay xuống đây đưa với Quyện rồi lên ra. Lên bà Nguyễn Thị Kim Ngân đó. Mày đưa tôi đưa đâu. Mày lên bà Nguyễn Thị Kim Ngân tôi đưa ra mày quay gì hết. Nào lỗi trời, cái thân mặt của con đẻ tao không? Không biết bà bẻ ai. Ở đây cán bộ công chức gì mất đi một thời gian làm việc bao nhiêu tiếng về đây khai báo để đi quản lý. Còn trường hợp mà đi qua ở ngày đêm qua ở hai ba ngày đêm thì về địa phương bắt buộc phải là cách ly tập trung. Tập trung là ở đâu? Thì cách ly tập trung có ba địa điểm cách ly tập trung là địa phương có ba. Cái nhà tôi ở bên đây tôi cách ly không được tại nhà. Không, cái đó quy định không có đâu à. Con nói trước là giải thích nè. Tập trung là ở đâu? Con nói ở đâu? Thì cách ly tập trung là con nói con nghe nè. Đi về đi giải quyết công việc hai ba tiếng đồng hồ. Về mình trình thông báo trạm y tế thì người ta hướng dẫn mình như thế nào khác. Còn mà đi ra ngoài mà ở 2-3 ngày là về bắt buộc phải cách ly tập trung tại 3 địa điểm, 1 trường trung học phổ thông Thanh, 2 quân đội cũ, 3 trường chính trị. Rồi. Rồi tới anh Lăng giải thích. Cái giấy nãy của cô đâu rồi mấy nè? Em không có giữ. Đâu có lấy đâu mà. Khoan. Nãy đưa cậu rồi cậu đưa lại tôi về phòng cậu gì nữa. Đâu? Rồi nãy con giấy không còn lại còn lấy vậy. Nãy đưa cho cậu rồi mà đưa cho cậu rồi cậu đưa lại mà. Đưa cho cái mẫu đó đó. Cậu nãy mới lại lấy. Tôi biết. Vậy đó nha, mình đi giải quyết công việc là 2-3 tiếng, 3 tiếng thì về trong ngày này thì có thể giải quyết được. Còn mà đi 2-3 tiếng là bắt buộc cách ly tập trung đó nha. Sao trong ngày? Tôi nói rằng với cậu nha. Dám hứa chắc con bố luôn, không có quýt nào vô mình tôi được hết. Tôi thẳng co cậu luôn, bây giờ cậu đem quýt ngồi trước mặt tôi vào, không bây giờ lây qua luôn. Thiệt không? Tôi thiệt luôn đó. Thiệt. Tôi chết tôi chịu. Ông mơ hôm mà hôm chiến rồi. Ông mơ mét gì chắc không. Ra đâu không cho đi mà đi lên. Có tôi chắc mới về nè cậu. Tôi cho cậu biết có ở quận 12 nè cậu. Bây giờ chị nói vậy phải không? Nói thiệt phải không? Ở đây hầm chiến nha. Tôi bắt cái ly tập trung đó. Tôi test rồi xong hết trơn, tôi không có được quyền đi. Test hôm qua nó hai lần nữa, chứ tính chung test hai lần nữa. Theo chú thì cái cô đó thì giờ mình nên có làm sao để biện pháp phòng ngừa vậy, trong cái thời gian dịch bệnh này? Theo mà phải cách ly mà phải chờ ấy đi chứ bắt bay vô chạy tập trung gì đi chứ bỏ quậy quá trời anh chịu nổi. Vậy đi ngang cái chốt mình lần nào cũng mà có nói này mới kia, có thách thú này kia mà như người ta đi phiên biệt cho đây. Rồi. Vậy cấp đi bầu. Bây giờ tôi không có gì trong này.
ở trên xe cô á, hồi nãy á cô nói là cô không có gì ăn mà cô đã gửi đồ về nhà cô nữa làm chi? Tại vì trong khi tôi không mình kêu bác sĩ đi, cô không có gì ăn là anh em ta đã ở chốt, người ta đã gửi đồ về cho nhà cô một ít rồi, sao giờ cô nói là nhà cô có ai là sao? Đi cái đó là đám dỗ ông già tôi nè, bữa nay nè, nhưng mà em tôi nó dặn kêu gửi tiền tôi mua dồn về giùm, nãy đồ gửi đồ tôi cũng quả hỏi cái tên thầu đó lấy chút đi, phải đi ra gì không? Hai làm kiểu hai rồi. Khoan, để cho bước lên trên đây.